ngại cái gì, tháng em bao ngại anh em đi làm phố rồi làm thuê làm mướn đây các bạn. Lại về phòng ăn cơm, bữa ăn của anh em nha, Tết rồi mà vẫn ăn như thế này ngon quá. Dành tiền đi Cảm mua ơn. ô tô. Cá khô ngon lắm ạ, ngon. Này Nước dành mắm tiền, này, cá dành này. tiền đi đi mua ô tô. Ok, mời các bạn cùng ăn cơm cùng anh em nha. Ủ ngon á, một một đùi cá khô, một tô cơm á, nhớ này Đó. thành phố ạ. Đó, vậy là những hành trình đó các bạn đã thấy chứ, hành trình đó nha, là đi và đi làm xa. Đây hai anh em thì làm bên trong cà phê, trong quán, làm vườn, làm nhân viên các kiểu. Mình làm security, Vâng. chim bảo vệ ngoài nha các bạn. Đây bữa cơm anh em này, mời các anh em cùng ăn nhé. Ui là Ôi, ôi. Anh ta có cái tướng ngồi ăn bá đạo. Ông nhà Cơm gì với em? giống như Ngon ông không? nhà Ôi, ngon lắm, cá khô à? Ba con cá khô pha nước nha, cái này mới ăn được nhiều. Nếu mà đi làm xa vậy nha, trời lớn à. Gặp người ta là chiên khô ăn cơm rồi, nhưng mà chiên ăn không đủ, đổ thêm nước cho nó nhiều mới ăn được nhiều cơm. Đấy, bữa cơm ấy các bạn ơi, nghèo lắm. Trời giờ thế là bây giờ Tết rồi, hết tiền luôn rồi. Có khô với cơm mà không, nước mắm. Cái mặt hình như thật không? Mắc cỡ thế này, các bạn cả cơ mắc cỡ luôn. Cơm thôi các bạn ơi. Cơm đi. Ba anh em thì nhìn đi làm những ăn món ăn ngon nhất đấy, ngon quá mà. Thế bà xin này cả ngại mai ta hẹn. Hãy bỏ tử thôi, mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Đây cơm của anh em ăn như thế này thôi. Mình đầu tiên là tao và một mình em nữa, ăn tô to không. Có một con là khô mà ăn hai tô cơm rồi đấy, ăn tham lắm. Ăn cá pha cơm mà. Đúng rồi, ăn cá pha cơm. Cá pha cơm. Ăn thịt cơm. Dành chút cá khô đi chứ, không ông ăn nhắn hết đấy. Ăn cái đầu thôi, cái đầu cá. Ôi xương không à, phải cần chắc đời rồi. Bữa cơm này, ăn cơm thôi các bạn ơi, cơm như vậy thôi. Thank you.
Và vừa ăn cơm vừa thử quay luôn là con Samsung A51 nha các bạn. Samsung Galaxy A51 quay đêm nữa các bạn. Nét đó. Xa bên ngoài không? Các bạn thấy sáng không? Sáng. Rất là đẹp không? Các bạn nếu mà các bạn có điều kiện thì mua một cái luôn nha. Khỏi phải trả góp nó lại lời thêm mấy trăm nghìn nữa. Cái tội trả góp mà dự án đã thua ấy. Cái tôi thích điện thoại thích xin đẹp mà giờ về ăn cá khô đây các bạn. Ăn cá khô không có tiền mua căn một cá rồi bà con cá khô 6.000 mua chưa hết chưa nói. Ok vậy hẹn gặp lại các bạn trong các clip Samsung Galaxy A50 tiếp theo nha. A51 chứ quên A51 ôi, ăn cơm xong là ăn hành. Đấy. Đó là bữa cơm mà của anh em ấy. Nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Chào các bạn nha.